BKC là sản phẩm được công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Trần Tiến cung cấp và phân phối cho nhiều đối tác, khách hàng lớn nhằm phục vụ sản xuất các ngành hàng khác nhau. BKC có xuất xứ từ Trung Quốc, quy cách phi 200 kg, tồn tại ở dạng lỏng không màu hoặc màu vàng nhạt, tan chậm trong nước, dễ tan trong ethanol và aceton, sủi bọt khi lắc, vị đắng và mùi hạnh nhân nhẹ. Là thành phần trong nước rửa tay, xà phòng và mỹ phẩm, có tác dụng diệt khuẩn trong viên ngậm họng và nước súc miệng, thành phần trong thuốc nhỏ mắt, tai, mũi hoặc thuốc xịt. Ngoài ra, còn là thành phần của thuốc sát trùng da và thuốc xịt rửa vết thương. Dùng để điều trị bệnh thối nhũn trong chăn nuôi ong, khử trùng ao nuôi tôm, khống chế sự phát triển của tảo. Sản phẩm cần được bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Trên đây là những thông tin hữu ích về sản phẩm, cũng như hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản. Để biết thêm chi tiết sản phẩm hoặc có nhu cầu mua hàng, các bạn có thể liên hệ từ số hotline 0983 838 250 hoặc truy cập vào trang web hoachattrantien.com. Cảm ơn quý khách đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm mới.